Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng, Thiên Hà xin gửi đến quý vị phê phán của nhà báo Nguyễn Thông về đặc quyền đặc lợi của các đảng viên và quan chức Cộng sản Việt Nam đang trên trang cá nhân vào ngày 21 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Đặc quyền đặc lợi Chính phủ vừa công bố bản quy định mới về tiêu chuẩn nhà công vụ cho thuê biệt thự nhà ở đối với cán bộ. Tôi đọc kỹ cái bản này do ông phó thủ tướng Lê Văn Thành ký, mặc dù bản thân không phải đối tượng, dù muốn thuê 1 cm theo quy định cũng trả được. Nói thẳng, các bố chỉ tìm đủ mọi cách moi móc tài sản của nước, của dân, miệng thì leo lẻo cống hiến phục vụ, học gương cụ Hồ nhưng ve vét thì không chừa thứ gì. Đây là kiểu tham nhũng trắng trợn, được hợp pháp hóa bằng chính sách làm việc nhà nước đã có lương cao, bổng lộc lắm, gia đình người thân thậm chí cả dòng họ làng nước đều được xí phần chia chác, sao không tự thuê mua cái nhà mà ở rồi cứ thế đi làm. Lại ra cái điều quy định này nọ, tự ưu tiên cho mình. Khác gì chiếm đoạt, khác gì ăn cướp. Nếu giỏi, bảo rằng tôi làm cán bộ tôi có quyền hưởng, phải ưu tiên cho tôi thì xin lỗi, cáo quan về đi. Đầy người tài giỏi hơn thay. Họ tự ở nhà riêng, không cần nhà công vụ, không phải ăn cướp một cách khéo léo và trắng trợn tài sản công như thế. Ông hàng xóm nhà tôi bảo nó đi làm cho nhà nước mà cấp cho nó biệt thự những 450 đến 500 mét vuông ở đéo gì mà lắm thế, để chôn cũng trả hết. Tôi phải giải thích đó không phải là cấp mà thuê. Ông ấy gằn giọng thêm ai chả biết giá thuê của chúng nó. Có giỏi thì cứ công bố ra xem nào đó là chưa kể nhiều đứa thuê xong Khi nghỉ việc không chịu trả cứ ì ra Như vụ tay nghiêng đô trưởng Và cái biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa đó Suốt bao năm chả làm gì được nhau Khi lấy được chỉ còn cái xác nhà Giàu như nước Mỹ Tổng thống cứ hết nhiệm kỳ là bản thân Và vợ con cuốn gói khỏi nhà trắng ngay Không có ở thêm ngày nào còn xứ ta biệt thự mà giao cho các ông bà ấy coi như mất Điều đáng nói là trong đám được quy định ở nhà công vụ có đến 2 phần 3 là cán bộ đảng, giữ chức nọ chức kia của đảng, một nước đã nghèo, lưỡng đầu chế, lắm đoàn thể phái sinh, để ra đủ tầng lớp cai trị trùng nhau, đông như quân nguyên, chỉ nuôi các ông các bà cũng đủ cạn ngưng khố, chia nhà cho các ông các bà, ở cũng chật mẹ nó đất rồi, ai thông thạo xin cho biết ở những nước đa đảng dân chủ văn minh có đảng nào dù đang nắm quyền đòi nhà đòi cửa của dân của nước làm của riêng như thế không cái gì cũng riêng cả bệnh viện thầy thuốc chế độ lương thực thực phẩm xe cộ nhà cửa nghĩa trang mồ mã thế thì lên mặt răng mà sống kéo nhau hết lên đó trả xứ này cho dân